Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn tại channel bên mình. Hôm nay thì bên mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn cái video clip hướng dẫn cách chúng ta có thể kết nối được cái bộ stick game 4K này lên màn hình laptop. Thì như ở các series trước thì bên mình đã làm khá là nhiều những cái hướng dẫn, ví dụ như là PS4, chúng ta có thể chơi game PS4 trên màn hình laptop này. TV Box Duo Gaming bản độc quyền Mỹ Hạnh Store này, cũng chúng ta cũng chơi trên màn hình laptop. Thì hôm nay bên mình sẽ làm cái video clip tương tự, thì cũng sẽ sử dụng cái bộ stick game. Bộ này trong thời gian vừa qua nó khá là nổi tiếng vì nó có giá thành rất là rẻ và chơi được rất là nhiều hệ game. Thì cái bộ này thì chơi được 9 hệ game. Thì bây giờ thì bên mình sẽ tiến hành đi vào test cũng như là hướng dẫn các bạn cách chúng ta kết nối và sử dụng các cái thành phần chúng ta sẽ kết nối như nào. Thì sau khi chúng ta gắn được cái bộ này lên laptop thì chúng ta sẽ chơi game thay vì chúng ta gắn cái bộ stick này lên TV, chúng ta sẽ chơi trực tiếp trên laptop luôn. Và qua đó chúng ta có thể livestream luôn bằng cách chơi stick game livestream trên các nền tảng như YouTube, Facebook. Giờ thì mình sẽ nói qua này. Thì về cái phần bộ stick này thì mình không phải nói nữa nhé, bởi vì là nó rất là nổi tiếng rồi. Đây, chúng ta sẽ cần phải cái bộ này. Đây là bộ HDMI video capture. Thì bộ này mình đã làm các video clip trước thì đã hướng dẫn rồi, cũng đã có nói qua về cái bộ này rồi, thì mình sẽ không nói lại nữa. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ thì có thể xem lại các video trước. Thì thành phần của nó chỉ có một hộp mới, chỉ có bộ chuyển đổi này và cái cáp HDMI 2 đầu 3.0 thôi nhé, không có gì nhiều phức tạp cả. Đây thì thành phần nó sẽ như thế này. Đó, thì cái phần dây USB ở đây chúng ta gắn vào đây, đầu đầu lên máy tính, cầm đầu của stick game chúng ta gắn vào đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối luôn nhé, không đợi dòng nữa, chúng ta sẽ test game luôn. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái kết nối như sau này. Thì về cái bộ stick, chúng ta sẽ có một cái đầu USB nối dài rồi, đúng không ạ? Thì cái đầu USB nối dài này chúng ta sẽ gắn vào cái đầu đây, input đây nha. Và để này, chúng ta 60 nhé, gắn vào đầu input này, đầu này đấy. Hoặc là cùng lắm thì chúng ta không muốn nối dài thì chúng ta gắn luôn đây bạn được nha. Đây là đầu HDMI đó, như thế này. Sau đó chúng ta sẽ gắn bộ stick vào đây như thế này, tương tự như ở trên TV thôi. Tại cái đầu USB 3.0 này, đây bạn để này, bạn sẽ gắn như đây. Bắt đầu chúng ta sẽ gắn lên laptop, gắn vào cổng 3.0 nhé. Đấy, chuyển gắn như này. Thì sau khi mà gắn xong như thế này rồi ấy, thì chút nữa mình sẽ gắn nguồn. Bây giờ chúng ta sẽ thao tác trên laptop trước nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ gắn nguồn này, quay lên laptop. Ok, thì mình đang quay lên phần laptop ở đây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải tải cái phần mềm OBS Studio về cho mình. Cái này là phần mềm bắt buộc nhé. Đây vào thẳng trang chủ của OBS Studio này. Ở đây sẽ có 3 phiên bản. Phiên bản lên cho Windows này, macOS và Linux. Thì các bạn dùng cái hệ điều hành nào chúng ta sẽ tải phần mềm đó. Của hệ điều hành đó thì mình đang xài Windows 10 đấy nha. Đó. Thì cái phần mềm này hỗ trợ Windows 10, Windows 11 luôn nhé. Đấy, sau khi tải về xong, chúng ta cài đặt ra. Cái vấn đề cài đặt thì mình sẽ không hướng dẫn nữa, bởi vì nó rất là đơn giản rồi. Thì sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ bật cái phần mềm OBS Studio lên. Phần mềm này thì quá là quen thuộc với dân streamer rồi, mình không phải giới thiệu nữa. Ok, thì đây là cái giao diện chính của OBS Studio khi chúng ta vào giao diện của nó này. Thì tại đây chúng ta sẽ ấn một cái hình dấu cộng cho mình này. Sau chúng ta sẽ chọn vào Video Capture Device này. Chọn này chúng ta để sửa tên nó, chỗ Create New này, ta ghi tên hoặc là để nguyên được nha. Ok. Rồi, tại phần Device, chúng ta sẽ nhấn vào phần USB Video. Nếu khi mà chúng ta mới tặng nó chưa có phần này thì là do là chúng ta chưa kết nối cái thiết bị chuyển đổi HDMI Video Capture với cái OBS nên là nó không xuất hiện. Còn khi chúng ta gắn vào rồi ấy, nó sẽ có cái phần USB Video nhá. Chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ nhận. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ chọn vào cái phần Resolution. Đấy, thì tại đây chúng ta sẽ chọn vào Custom này. Tại phần Resolution, đấy, các bạn sẽ làm theo hướng dẫn nha. Resolution này, tại đây sẽ có rất là nhiều độ phân giải. Chúng ta sẽ tùy chọn các cái độ phân giải làm sao cho nó phù hợp với cái màn hình laptop của bạn nhé. Thì để khi mà chúng ta mở full màn hình thì nó sẽ không bị kéo giãn hay là màn hình nó không tràn viền nó bên trong ra nhé. Như màn hình laptop của bên mình đang làm đây có độ phân giải là 1360x768 nhưng mình sẽ chọn cái độ phân giải này. Ok, tại cái phần FPS chúng ta sẽ chọn 2GB FPS này. Video format chúng ta chọn MGPA này, PG này. Color space 79, color range các bạn để full cho mình. Rồi ok, về cái phần tiếng chút nữa thì mình gắn thiết bị vào mình sẽ chỉnh tiếng sau nhé. Rồi giờ mình sẽ ok này. Để mình sẽ tiến hành đi gắn cái stick game vào. Gắn nguồn, các nguồn lên nhé. Khi
khi chúng ta gắn như thế này mà chưa thấy nó lên ấy, thì chúng ta sẽ thoát hẳn lên đi. Sau chúng ta sẽ vào lại nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là nó đã nhận cái stick ở đây nhá. Trên màn hình OBS Studio này các bạn thấy nhá. Tiếng này các bạn chọn vào cái chỉnh đơn cái source mà chúng ta vừa tạo này, chúng ta sẽ ấn chuột phải chọn properties, rồi kéo xuống phần audio này, các bạn sẽ chọn tích vào cái dấu này, new custom audio device này, tại đây chúng ta sẽ chọn USB digital audio này, trên phần audio output more chúng ta sẽ chọn vào một trong hai cái này, nếu cái nào lên thì chúng ta chọn cái đó nha. Bây giờ mình sẽ thử cái direct sound này. Tiếng này nhé, nghe nhé. Rồi, chúng ta ấn OK. Giờ mình sẽ chuột phải vào đây, chọn vào Full Screen Projector. Chúng ta ấn vào đây thì chúng ta sẽ có một cái màn hình laptop full để thị cái hình ảnh của bộ stick. Đó, mình start game này. Cái này mà chúng ta chả phải tải cái giải lập gì cả, chơi trực tiếp được. Và chúng ta có thể live stream luôn nhé qua phần mềm OBS. Đây thì step test game này. Cái nhà đang test trên laptop nha. Test stick game. Đây rất là mượt mà.
mình test cái game net 4 nút. Ok, thì như vậy là bên mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách chúng ta kết nối cũng như là sử dụng cái bộ stick game chơi trên laptop. Thì như các bạn thể thấy là nó rất là mượt mà nhé, và cho hiển thị hình ảnh rất là tốt, rất là nét. Bạn nào muốn chơi mà chúng ta livestream ý, chúng ta có thể sử dụng cái cách như thế này nhé, rất là mượt nha các bạn nhé. Giờ mình sẽ dừng clip test ở đây. Bạn nào muốn sở hữu cái sản phẩm như trong video clip này, có thể để lại tin nhắn hoặc là truy cập trực tiếp cái link page shop mình bên trong phần mô tả của video clip, hoặc là comment game nha. Bây giờ bên mình sẽ dừng clip tại đây. Ok.